Hello, xin chào cả nhà. Sau những ngày xuân các bạn sẽ làm gì? Ok, xin hãy cùng đi du lịch với mình. Du lịch đất nông. Có những cái thác rất là đẹp luôn. Rồi là thác Lily hoặc thác 7 tầng nha các bạn. Để hòa nhập với thiên nhiên, để những ngày mệt mỏi mình xả stress. Ok, bây giờ mời các bạn tham gia du lịch với mình. Đây, bà con mình đi chơi đông vui không? Chi phí rất là rẻ, cảnh vật thiên nhiên, khu vực bảo tồn còn hoang sơ rất là đẹp luôn, không có bị ảnh hưởng, bị tàn phá với con người hay là thiên nhiên. Đây, các bạn thấy suối nước, một cái thác nước rất đẹp, rất là tự nhiên luôn, nước trong vắt luôn. Đó, những cái chú cá linh tinh, ồ nhỏ quá các bạn, thấy được đâu. Ok, mình sẽ đi tiếp tục. Quá là lý tưởng đúng không các bạn? Ok, cây cối xanh tươi, thác nước tự nhiên luôn. Đất nông nó thuộc về miền Trung nha các bạn, nó thuộc về cao nguyên Trung Bộ, nó nằm trên gần trên Đắk Lắk hoặc là Buôn Ma Thuột, các bạn sẽ biết. Nó cũng thuộc cái dãy Trường Sơn, nói chung trên miền núi đó. Nếu mà chạy dài về hướng nam thì nó ra Bình Dương, Bình Phước đó các bạn. Còn này nó chạy về Đà Lạt. Nơi này là cũng rất là lý tưởng để người ta đi xả stress, người ta vô để nghỉ dưỡng có những ngày lao động cực nhọc. Người ta nằm thả hồn để nhìn lại một năm trời mình đã làm được gì, hay là mình có nên làm gì về những năm mới, về kế hoạch của tương lai. Ok, ở những ngày mệt mỏi vô đây cắm trại nó cũng tuyệt vời lắm. Buổi tối thì một đốt lửa trại lên, nếu mà có những cặp tình nhân rồi nữa thì vô cùng lãng mạn luôn. Thì gia đình mình đi vô, mình thay đổi gió, thay đổi không khí đó, một dòng suối trong vắt luôn á. Ban ngày các bạn có thể tiên thì tắm gì cũng được, tùy theo các bạn. Nếu mình muốn tắm tiên thì mình chọn những cái đoạn suối vắng người, trong này trong rừng mà các bạn, nó rất là thoải mái, lâu mình tạo cảm giác lạ, thử để mà hòa nhập với thiên nhiên. Ở những Tây phương á, các bạn muốn tắm tiên các bạn phải vô một cái bãi biển, các bạn phải trả tiền rất là nhiều nha các bạn, chứ không phải dễ dàng đâu. Cái này là cái cơ hội mình tắm cũng rất là thoải mái. Đây, những cái gốc cây cổ thụ cũng rất là đẹp các bạn, tạo một bóng mát, mình có thể sinh hoạt ở dưới những tảng đá như thế này, nấu nướng ăn uống, hoặc là coi như mình chính xác là hòa nhập với thiên nhiên các bạn. Mình có thể hái rau, bắt ốc, cá lên mình nấu, mình trải nghiệm vậy rất là vui các bạn. Ôi thôi, quá là lý tưởng luôn các bạn ơi. Đây là một điểm du lịch rẻ tiền về hòa nhập cùng thiên nhiên các bạn, quá là tuyệt vời luôn. Thôi, mình nghĩ là các bạn cũng nên đi nha, đi du lịch nha. Những cái điểm đặc biệt như vậy như trong những năm tới mình nghĩ là có thể sẽ không còn nữa. Tại vì chính quyền quản lý lỏng lẻo hoặc là con người không được tự giác để bảo vệ thiên nhiên như thế này thì sẽ tàn phá hết cho các bạn. Trong lúc các bạn đi du lịch, các bạn coi cái channel này thì các bạn cũng nên subscribe cho KK nha. Đó là kênh của mình là KK Family USA, KK Family USA. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc các bạn có một chuyến du lịch vui vẻ, thành công và an toàn. Cảm ơn rất là nhiều. Ok, video cũng còn dài nữa các bạn, mình tiếp tục coi hết cái video nha. Và những đoạn sau, những cái dòng suối nó mát lạnh, nó rất là đẹp luôn. Ở trong quán sinh hoạt cây cối nó cũng tự nhiên, những dòng tan cây nó đà ra. Đây là khu thác nước Lily, gần thác nước 7 tầng các bạn, thuộc về đất nông như các bạn thấy. Vô Google search là Lily, thác Lily hoặc thác 7 tầng là các bạn sẽ biết ngay, người ta sẽ chỉ cái đường đi cho bạn. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Video còn dài nha các bạn, nhưng mà mình cũng luôn lúc nào thì cảm ơn các bạn trước. Để làm hết video mình quên thì sao. Okay. Đó, các bạn thấy nấu nướng không? Nướng bắt cá lên nướng ăn. Rất là hoang dã, rất là thiên nhiên luôn. Rất là vui luôn nha các bạn.
cây lan, gọi là lan kiếm. Kiếm này giống như cái cây kiếm nha các bạn, chứ không phải là tìm kiếm đâu nha. Đó, cái mũi nhọn đó. Biết là lúc này nó chưa có hoa, rất là đẹp luôn. Đó, các bạn ơi, cái này là gọi là lan rừng đó các bạn. Mình có thể lấy về mình trồng được, không phải bắt bớ gì cho đó.